Rồi hãy chào nha. Thì hôm nay mình chuẩn bị một cái bài mới giúp anh em mình nuôi gà càng ngày càng tốt nha. Thì nhìn chúng ta. Thì đây là cái cám gà nha. Cám cho gà ăn, cám công nghiệp thôi nha. Mà cái này loại là đạm thấp nha. Đó, vị nó lợi hơn. Còn cái này là cái chai men vi sinh của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bài này để giúp anh em mình nuôi gà mà cho con gà nó ăn côn trùng nha. Tại con gà cái tập tính đó là bơi xuống đất tìm những cái con côn trùng mà nằm trong lẫn trong đất trong gác ha để nó ăn. Thì bây giờ mình cung cấp thẳng cho nó luôn. Thì đó là cái con ấu trùng ruồi lính đen nha. Nhưng mà đa phần anh em mình nuôi sẽ không đạt. Khi mà cho ăn ấu trùng ruồi lính đen, con gà rất là dễ bị bệnh đường ruột nha. Và để cho anh em mình nuôi con gà nó đạt và cho ăn con ấu trùng ruồi lính đen nó tốt thì anh em mình phải nuôi cái nguồn thức ăn nó tốt, nó sạch nha. Tuyệt đối là không cho con ruồi lính đen ăn những cái con xác động vật chết, cá gì đó ha, tôm vậy ha, thức ăn dư thừa vậy ha, thức ăn của người mà dư thừa hỗn tạp nha, cũng không cần cho ăn luôn nha. Mà anh em mình á cho ăn loại cám như vậy thôi. Còn cái cám gà con á là không cần luôn, tại cám gà con nó mắc quá. Còn cái này cám này có 16 đạm thôi nè đó. Nhưng anh em mình bổ sung một thứ vô nha, rất là quan trọng, đó là cái này là thằng men vi sinh của bên mình nha. Cái men vi sinh á, cái men vi sinh này rất tốt cho đường ruột. Mình cho cái con ấu trùng ruồi lính đen để nó ăn thì đương nhiên á, sau khi cái con gà nó ăn được con ấu trùng ruồi lính đen rồi thì con gà nó sẽ tốt đường ruột luôn. Mà bên cạnh đó nó hỗ trợ cái độ đạm rất là cao cho con gà của mình luôn nha. Thì nuôi cỡ nào, nuôi kiểu gì thì cái con ấu trùng ruồi lính đen nó cũng tốt hết trơn nha. Bây giờ mình đi cho con ruồi lính đen nó ăn. Đây thì kế bên đây luôn đó, rồi cao lên. Thì đây là cái cách mình nuôi ruồi lính đen nha. Mình đậy cái bội là vậy đó, đừng cho con gà nó ăn nha. Bây giờ mình cho ruồi lính đen ăn. Đây nè, mình xem nha, đây là những cái con ruồi lính đen mình cho nó hơi đói chút xíu à, chứ nếu mình nuôi mình cho ăn thẳng thừng là nó mau lớn, nó mập u nu rồi. Còn cái kiểu này là mình cho ăn mình kiểu mình như là ép sát đây đó, là không cần cho nó lớn, chỉ không cần cho lớn nhiều thôi, chỉ lay ga gì thôi. Tại vì mình cho gà con ăn cái số lượng nhỏ nhỏ ít chứ không cho ăn quá nhiều nha. Đó. Còn đây là cái phần mà cám gà mình mới đổ men vô nè. Mình mới đổ vô nha, giờ mình cho nó ăn. Mình để đây. Cái này chút anh em mình thấy là nó bò lên đầy luôn nha, cho ăn vậy thôi chứ lát nó bò dày lên cho mình. Cái này số lượng mình nuôi theo từng mẻ nhỏ nhỏ gì nha, để cho gà nó ăn lai gai cuốn chiếu chứ không phải nuôi số lượng lớn. Nuôi số lượng lớn mình cho ăn cũng không có sể, hơn nữa là con gà nó xài cũng không hết nha. Rồi thì tóm lại cái nội dung hôm nay mình muốn chia sẻ cho anh em một yếu tố quan trọng, đó là cho cái con ấu trùng ruồi lính đen nó ăn cái nguồn thức ăn sạch và có kiểm soát, thì từ đó mình cho cái con gà con nó ăn thì con gà con nó phát triển mới tốt nha. Nếu anh em mình mà cho cái nguồn thức ăn như là phân con này con kia hoặc trái cây mục thúi được ha, rồi cá chết hoặc là xác gà con nội dục anh em mình dục vô nha, rồi sau đó là cho con gà nó ăn lại cái ấu trùng ruồi lính đen này là hư hết nha anh em. Cho nên anh em mình nó có cái nguồn mà đảm bảo tốt, sạch bệnh đầu vào thì con gà con nó sẽ khỏe nha. Còn anh em mình mà mua tràn lan ở trên mạng người ta cho ăn tạp nham dữ lắm nha, cho nên là từ đó anh em mình mua về cho gà ăn nó sẽ không đạt đâu. Tốt nhất là anh em mình tự nuôi và tự cho gà ăn nha. Đây là cái yếu tố quan trọng và cần thiết giúp anh em mình nuôi gà thành công nha.
Rồi Hải xin chào tạm biệt anh em.